Trong lúc điều khiển xe máy chạy tốc độ cao trên đường, một nam thanh niên đã phát trực tiếp lên mạng xã hội. Tuy nhiên điều đáng nói, khi chiếc xe vừa đạt tốc độ 141 km/h, người này đã va vào lề đường tử vong tại chỗ. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra vụ việc tự gây tai nạn khiến một thanh niên tử vong tại chỗ. Trước đó khoảng 0 giờ 5 phút ngày 25 tháng 2, anh LVT sinh năm 2001, chú xã E Quê huyện Cư Mờ Ga, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47H178257 lưu thông trên đường liên xã hướng từ Ủy ban Nhân dân xã Ea Hờ Dinh đến Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Vam. Trên đường đi, người này đã lái xe tốc độ cao rồi ghi lại clip màn hình công tơ mét trên xe máy phát trực tiếp lên mạng xã hội. Từ đoạn clip có thể thấy, khi chiếc xe chạy đến tốc độ 141 km/h đã tông vào cọc rào bên phải đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh T tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.